mà quý, quý Đức Cha, quý Cha và Tổng Hoàng An Toàn. Xin kính mời Tổng Hoàng cố gắng giữ trật tự. Xin trân trọng kính mời Đức Cha Giám Quản giới thiệu các thành phần tham dự phụng vụ hôm nay. Thưa quý Đức Cha và thưa toàn thể mọi người, ngày hôm qua lúc 2 giờ sáng thứ hai mùng 7 tháng 9 2009, Đức Cha Phaolô Lê Đức Trọng, Giám mục phụ tá giáo phận Hà Nội đã được Chúa gọi về tại Hà Nội. Trong tâm tình hiệp thông với Đức Tổng và toàn thể giáo phận Hà Nội, trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, chúng ta hãy dành ra một phút tưởng niệm để cầu nguyện cho Ngài và nhất là để chúng ta tưởng nhớ Ngài. Xin mọi người im lặng. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa quý Đức Cha và thưa toàn thể cộng đoàn đang hiện diện, bây giờ là 9 giờ kém 5 phút tại quảng trường nhà thờ chính tòa giáo phận Phát Diệm đang diễn ra một biến cố trọng đại, quy tụ toàn thể thành phần dân Chúa của Giáo hội Việt Nam. 26 vị mục tử của 26 giáo phận đang có mặt tại đây, trên 500 linh mục, 700 nam nữ tu sĩ, 150 chúng sinh và trên dưới 50.000 bà con giáo dân. Đây là ngày họp mặt của tình hiệp thông. Trong niềm vui lớn lao đó, tôi xin được hân hạnh giới thiệu thành phần tham dự. Trước hết, trong lòng yêu mến và trong sự kính trọng đối với vị bề trên cao cấp nhất của Giáo hội Việt Nam, tôi xin trân trọng giới thiệu Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Trong sự kiêu hãnh, Giáo hội Việt Nam chỉ còn lại một vị hồng y duy nhất. Xin được trân trọng giới thiệu Đức Cha John Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn. Và vị bề trên cao cấp nhất tại Giáo tỉnh Hà Nội, xin được hân hạnh giới thiệu Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo phận Hà Nội, người đã cư mang đào tạo Đức Cha tân nhiệm của chúng ta hôm nay, đó là Giáo phận Xuân Lộc. Vị chủ lễ của lễ tấn phong ngày hôm nay, xin được giới thiệu Đức Cha Đại Linh Nguyễn Trung Trinh. Hàng dưới cùng bên trái là Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giáo phận Bắc Ninh. Đức Cha Nguyễn Văn Hiến, nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác Ái trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
hàng thứ hai bên cạnh Đức Tổ Kiệt, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Lộc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống Tân, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Đức Cha Tôn Ma Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức Cha Phao Lô Nguyễn Thành Hoàn, Nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Đức Cha Phao Lô Maria Cao Đình Thiên, Giám mục Giáo phận Vinh, Đức Cha Tôn Ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Stefano Chi Bửu Thiên, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ, Đức Cha Vero Nguyễn Văn Khả, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Thiện, Giám mục Giáo phận Bù Chu, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ Tân, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức Cha Tô Ma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Maria, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Di, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Phó Đức Minh, Giám mục Phó Giáo phận Nha Trang, và cuối cùng Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Hước Hóa. Chúng ta cũng chào mừng và cảm ơn sự hiện diện đầy tình nghĩa và trân trọng của đại diện các tòa đại sứ, phái bộ ngoại giao tại Hà Nội. Trong đó đặc biệt chúng tôi ghi nhận được đại diện của tòa đại sứ Mỹ. Chúng ta cũng chào mừng phái đoàn quý cấp, lãnh đạo, chính quyền, ban ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn và các tôn giáo bạn. Và chúng ta chào mừng tất cả anh chị em đồng đạo của chúng ta về từ khắp mọi nẻo đường đất nước, từ 26 giáo phận, quý cha tổng đại diện, quý linh mục đoàn, quý viện phụ, bề trên nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân giáo hội Việt Nam. Đặc biệt chúng ta cũng chào mừng phái đoàn của ân nhân, thân nhân và bạn bè đồng hương của Đức Cha Tân Nhiệm Giuse Nguyễn Hằng. Và thưa quý Đức Cha và thưa mọi người, giáo phận Thanh Hóa là con được sinh ra từ giáo phận Phát Diệm. Hôm nay con đi làm mừng mẹ, đem theo một đội trống và một đội kèn. Chúng ta vỗ tay hoan hô đội kèn của giáo xứ Tam Tổng. Chúng ta hoan hô đội kèn của giáo xứ Ba Làng, xin lỗi, đội trống của giáo xứ Ba Làng Thanh Hóa. Và bây giờ chúng ta mượn tiếng kèn của hội kèn Tam Tổng để chúng ta chào nhau. Xin cầu chúc tất cả mọi người một thánh lễ tân phong sốt sắng ý nghĩa và nhiều ấn tượng.
mời Đức Cha Chủ Tế bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cộng đồng phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta hợp nhau nơi đây dâng thánh lễ. Chúng ta này xin Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy ân sủng của Ngài trên đức tin giám mục, để Ngài trở thành một vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, điều hành giáo phận phát diệm một cách thật tốt đẹp, để Chúa được vinh danh, giáo hội được nhờ, và chúng ta tất cả cũng sẽ được chia sẻ trong tình hiệp thông sự phục vụ của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta qua thánh lễ hôm nay, lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Năm. Anh chị em, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta biết nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã xông phạm đến Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu cho Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Hỡi ta rơi về cai quản đàn chiên,
Hôm nay Chúa đã muốn cho tôi tới Chúa, đây là linh mục Chúa sẽ quyền năng được gia nhập hàng các linh mục, các gia mục. Chúng con lại xin Chúa ban cho Ngài biết lấy đời sống thánh tiền, tỏ ra là chứng nhân chân chính của Đức Kitô ở mọi nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chế cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, loan tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa và ngày báo oán của Thiên Chúa chúng ta, ủi an mọi kẻ ưu phiền, đem cho các kẻ buồn phiền ở Sion chiều thiên thay cho bụi, dầu vui mừng thay tang chế, áo hân hoan thay tâm hồn sầu muộn. Đó là lời Chúa. Lời giáo ước ngày
Bài đọc 2, bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, và tương quan với mỗi người, kẻ này là chi thể của người kia. Nhưng chúng ta được những ân huệ khác nhau tùy theo ân sủng đã ban cho chúng ta. Nếu là ơn nói tiên tri thì hãy sử dụng sao cho xứng với đức tin. Nếu là chức phận giúp việc thì hãy chuyên cần giúp việc. Nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ. Nếu là khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo. Nếu là người phân phát, hãy có lòng chân thành. Nếu là người cai quản, hãy cẩn mẫn. Nếu là kẻ thương giúp, hãy vui vẻ. Đó là nơi Chúa. Trước hết, xin phép được gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân phát diệm lời chúc mừng nồng nhiệt vì sau mấy năm giáo phận chống tòa, nay đã có vị mục tử mới. Kế đến xin gửi đến Đức Tân Giám Mục phát diệm lời cầu chúc bình an và ơn Chúa dồi dào
để hoàn thành sứ mệnh hội thánh ủy thác. Chúng ta cũng mừng Ngài là vị giám mục người Việt Nam thứ 100. Và một điều kể ra cũng thú vị, giáo phận Phát Diệm có vị giám mục người Việt Nam đầu tiên là Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Bá Tòng vào năm 1933, và nay 76 năm sau lại có vị giám mục người Việt Nam thứ 100. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, gửi sai tôi đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Lời tiên tri ấy của ngôn sứ Isaiah đã được chính Chúa Giêsu nhận như sứ mệnh Kitô của mình. Giám mục là người kế nhiệm các tông đồ để tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu khắp nơi và cho đến tận thế. Hôm nay tại khuôn viên ngôi nhà thờ chính tòa nổi tiếng này, Đức tân giám mục Giuse Nguyễn Năng chính thức nhận sứ mệnh ấy tại giáo phận Phát Diệm thân yêu của chúng ta. Trong hoàn cảnh cụ thể của giáo phận, Ngài muốn thư hành sứ mệnh ấy theo khẩu hiệu hiệp thông và phục vụ. Khi hai anh em Thánh Gia-cô-bê và Gioan tưởng Chúa Giêsu sẽ làm vua và muốn xin được chỗ bên tả bên hữu, Chúa cho biết Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Chắc chắn đó cũng phải là tâm niệm của mọi môn đệ Chúa Giêsu. Nhưng riêng Đức tân giám mục Giuse của chúng ta đã muốn coi đó là điểm nhấn trong sứ mệnh mục tử của mình. Có thể Ngài có quyền bính và được nhiều người kính trọng, nhưng Ngài muốn theo gương Chúa Giêsu đóng vai người tôi tớ. Hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ sẽ là cốt lõi trong đời sống và sứ mệnh mục tử của Đức tân giám mục. Ngài sẽ phải giảng dạy, tổ chức, đưa ra những quyết định ảnh hưởng lớn đến đời sống của giáo phận. Tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất là phục vụ. Phục vụ giáo phận và phục vụ mọi người, không kể lương hay giáo, thuộc thành phần này hay thành phần khác trong xã hội. Như Chúa Giêsu, Ngài đến để đoàn chiên không chỉ riêng người công giáo mà toàn thể mọi người được sống và sống dồi dào. Đó chắc chắn sẽ là điều chiếm trọn suy nghĩ và trái tim cũng như thời giờ của Ngài. Phục vụ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vui của người môn đệ được nên giống thầy chí thánh của mình. Chúa Giêsu đã không muốn phục vụ một mình, nhưng đã thiết lập hội thánh gồm các môn đệ để phục vụ loài người. Hội thánh gồm nhiều thành phần khác nhau, nhưng làm nên một thân thể mà mỗi người là một chi thể. Mà theo Thánh Phaolô thì tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân Phát Diệm được mời gọi sống bầu nhiệm hiệp thông của hội thánh, cụ thể bằng việc nên một với giám mục của mình. Có thể do nguồn gốc và hoàn cảnh lịch sử, chúng ta suy nghĩ và đánh giá khác nhau về điều này điều nọ, nhưng đáp lại mong ước của vị mục tử, chúng ta chẳng những phải đoàn kết với nhau qua việc nên một với Ngài, mà còn phải mở rộng sự hiệp thông đến mọi thành phần khác trong xã hội nữa. Vì mọi người đều là con một của một cha trên trời. Trong một thế giới đổ nát vì tội lỗi, Chúa Giêsu đã đến phá đổ bức tường ngăn cách để cả loài người sống với nhau như anh chị em trong một gia đình.
Chắc chắn đó cũng là mơ ước của Đức Tân Giám Mục cho giáo phận phát diệm. Hiệp thông chẳng những là điều kiện thiết yếu để phục vụ, mà còn là chính mục đích của phục vụ nữa. Hôm nay Hội Thánh mừng sinh nhật Mẹ Maria, người được gọi là bình minh của ơn cứu độ. Mẹ là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho loài người, vì Mẹ đã đón nhận và trao ban Chúa Giêsu cho thế giới. Cách đây 56 năm, Đức Tân Giám Mục Giuse đã sinh ra trong giáo phận phát diệm, và hôm nay Ngài được sinh ra lần nữa cho giáo phận phát diệm. Chẳng khác nào lá rụng về cội, chim bay về tổ, máu chảy về tim. Xin Mẹ Maria giúp cho lễ phong chức hôm nay cũng báo hiệu một ngày mới đang khởi đầu, và niềm vui sẽ đến với mọi người, mọi nhà qua một giáo phận cùng với mục tử của mình sống bầu nhiệm hiệp thông và phục vụ. Trong giờ kinh sáng hôm nay, Hội Thánh gọi Mẹ Maria là cây quý giá đem lại hoa thiêng quả phúc tuyệt vời. Chúng ta hy vọng Đức Tân Giám Mục cũng là một cây quý giá được vun sới trong vườn xuân lộc, sẽ đem lại cho giáo phận phát diệm một mùa xuân đầy phúc lộc. Nhà thơ Ấn Độ Tagore nói: khi ngủ, ông mơ thấy đời sống đầy niềm vui. Khi thức dậy, ông thấy đời sống là phục vụ. Và khi phục vụ, ông thấy đời sống đầy niềm vui. Đất phát diệm cũng như bất cứ đất nào khác, tự nó chỉ là đất. Chính con người làm cho đất trở thành thân thương, và chính Thiên Chúa làm cho đất trở nên linh thiêng. Xin Thần Linh Thiên Chúa luôn ở với Đức Tân Giám Mục, như đã ở với các ngôn sứ và các tông đồ, cũng như với bao nhiêu vị giám mục trong 2.000 năm của lịch sử Hội Thánh, để Ngài tạo được sự hiệp thông trong giáo phận phát diệm. Nhờ đó, Ngài và toàn thể giáo phận có thể phục vụ dân Chúa, cũng như toàn thể dân chúng trong giáo phận, nhằm đem sự sống dồi dào của Chúa Giêsu đến cho mọi người, và giáo phận phát diệm trở nên mảnh đất vừa thân thương vừa linh thiêng cho mọi người. Xin cảm ơn. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây là nghi thức phong chức giám mục. Nghi thức gồm 3 phần. Phần 1, giới thiệu ứng viên lên đức giám mục chủ phong, công bố sắc lệnh của tòa thánh, lời hứa của tiến chức và hát kinh cầu các thánh. Phần 2, các giám mục hiện diện đặt tay, đọc lời nguyện phong chức. Đây là nghi thức chính yếu của việc phong chức giám mục. Phần 3, sức dầu, trao sách phúc âm, nhấn mũ gậy mục tử và trao hôn bình an. Giờ đây chúng ta bắt đầu nghi thức phong chức giám mục với lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Kính mời cộng đoàn đứng. Ca đoàn hát xin ngôi ba Thiên Chúa. Yeah.
Phần 1. Giới thiệu ứng viên. Thưa cha đáng kính, giáo phận phát diệm xin cha tấn phong linh mục Du Xen Nguyễn Nam lên chức giám mục. Cha có từng xét không? Thưa có. Cha hãy đọc lên. Thánh Bồ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, sắc lệnh giáo phận phát diệm chống tòa từ hơn 2 năm qua nên cần xem xét tiến hành thủ tục tuyển chọn vị chủ chăn mới để đứng đầu giáo hội địa phương này. Vậy sau khi cân nhắc chín chắn sự việc và lắng nghe ý kiến thuận lợi của những người có liên quan, Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc đã thẩm định là nên tiến cử lên Đức Thánh Cha để được Ngài cắt đặt cha đáng kính Du Xe Nguyễn Năng, Giám đốc Đại chủng viện Xuân Lộc, một con người đạo đức, nhiệt thành, có kinh nghiệm tổ chức công việc, có tính cẩn trọng và an tường đạo lý làm giám mục phát diệm. Thế nên, trong buổi chiều yết ngày 20 tháng 6 năm nay, chính Đức Thánh Cha Benedicto XVI của chúng ta, do Thiên Chúa quan phòng đặt làm giám hoàng, đã ưu ái chấp nhận và phê chuẩn phúc trình của Hồng Y ký tên dưới đây và khấn bổ nhiệm cha đáng kính Du Xe Nguyễn Năng đã được khen ngợi trên đây làm giám mục phát diệm. Đồng thời, Ngài truyền lệnh soạn thảo và gửi đi sắc lệnh này và tông thư có giá trị tương đương với sắc dụ, ban hành tại Roma từ trụ sở Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc ngày 25 tháng 7 năm 2009, Ivan Diaz, Hồng Y Tổng trưởng Robertus Sara thư ký. Phong giáo mục phải được chân ức trước mặt dân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ. Vậy hiền đệ thân mến, hiền đệ có muốn chu toàn cho đến chết nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác cho chúng tôi và sẽ thông truyền cho hiền đệ cùng với ơn Chúa Thánh Thần cho việc đặt tay của chúng tôi không? Thưa có muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn trung thành theo giảng phúc âm của Đức Kitô không? Thưa còn muốn. Hiền đệ có muốn gìn giữ kho tàng đức tin cho tinh tuyền và toàn vẹn đúng theo truyền thống đã được bảo tồn mọi nơi và mọi đời trong hội thánh ngay từ thời các tông đồ không? Thưa còn muốn. Hiền đệ
có muốn xây dựng nhiệm thể Đức Kitô, hội thánh của Người, và cùng với hàng giám mục luôn luôn sống hiệp nhất với Người dưới quyền của đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn trung thành bày tỏ lòng vâng phục đấng kế vị Thánh Phêrô tông đồ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn như người cha thân ái cùng với các người phụ tá là các linh mục và phó tế chăm sóc và dẫn dắt dân Thánh Chúa vào con đường cứu độ không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn vì danh Chúa tỏ lòng nhân từ và tử tế đối với người nghèo khó, lữ khách và tất cả những người túng thiếu không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn như người mục tử tốt tìm kiếm các chiên lạc và quy tụ chúng về đoàn chiên của Chúa không? Thưa con muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng cho dân thánh và chu toàn cách hoàn hảo nhiệm vụ thượng tế không? Thưa nhờ ơn Chúa giúp con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi hiền đệ. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa toàn năng là đấng quan trọng nhất của giáo hội lấy làm nhân từ ba ơn rộng rãi. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa toàn năng là đấng quan phòng cho lợi ích của giáo hội, lấy lòng nhân từ ban ơn rộng rãi cho vị tiến chức này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thầy Chúa xin ngươi thương nghe lời chúng con khẩn nguyện, xin ngài sống nguồn lòng ân thứ bi cho tôi Chúa đây mà tuân thành. Xin tôi Chúa phúc lòng nên nhiệm của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Phần 2. Nghi thức đặt tay và lời cầu nguyện phong chức. Giờ đây là nghi thức chính yếu của bí tích truyền chức. Nghi thức này bao gồm việc đặt tay và lời nguyện phong chức. Cử chỉ đặt tay nói lên việc hân hoan thánh thần và lời nguyện thánh hiến làm cho người được tuyển chọn tham dự vào sứ mạng một cử lãnh đạo của Đức Kitô. Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mỗi nguồn an ủi. Cha ngự trên trời cao thẳm và đó nhìn xuống chốn thấp hèn. Cha thấu suốt mọi sự trước khi chúng được tác thành. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban vô
quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy cha đã tiền định cho rằng rõ những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập lý thu lãnh và tư thế và không để thanh điện cha thiếu người phục vụ. Từ khi sáng tạo thế gian, cha đã muốn tôn vinh nơi những người cha đã tuyển chọn. Và giờ đây, xin cha tôn đồ trên vị tiên chức này thần lực phát xuất từ nơi cha là thánh thần thu lãnh và cha đã ban cho con yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô. Và chính Đức Kitô lại các vị này đã thiết lập hội thánh mỗi nơi như một thánh điện cha để tôn vinh và ca tụng danh cha muôn đời. Lạy cha là nâng thâu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho tôi tớ mà cha đã tuyển chọn đến chức giám mục biết chân giác đoàn chiến thánh của cha và thực hành trước thượng tế trước mặt cha cách hoàn hảo khi phục vụ cha đêm ngày. Ngõ hầu tôi tớ cha luôn bày tỏ dung nhan hiền từ của cha và tiến dâng lễ vật của hội thánh cha. Xin cha ban cho tôi tớ cha nhờ sức mạnh của thánh thần được lãnh nhân quyền thượng tế tha tôi theo lãnh truyền của cha, đồng thời biết phân phát các ân huệ theo mệnh lệnh của cha và tháo gỡ mọi sừng tê theo quyền năng cha đã ban cho các tông đồ. Xin cho tôi tớ cha biết sống đẹp lòng cha khi tiên dâng lên cha hương thơm dịu ngọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch. Nhờ Đức Giêsu Kitô con cha, nhờ người mà vinh quang, quyền lực và danh dự đều quy tụ về cha cùng với Chúa Thánh Thần trong hội thánh từ bây giờ và cho đến muôn đời. Phần ba nghi thức diễn nghĩa. Mời phần đoàn mời. Nghi thức diễn nghĩa bao gồm sức dầu thánh, trao sách phúc âm, nhẫn, mũ gầy mục tử và trao hôn bình an. Việc sức dầu thánh trên đầu biểu thị sự tham dự của giám mục vào chức tư tế của Đức Kitô. Nhận sách tin mừng cho thấy nhiệm vụ chính yếu của giám mục là trung thành rao giảng lời Chúa. Đức giám mục đeo nhẫn chỉ lòng trung thành của mình đối với hiền thê của Chúa là hội thánh. Đức giám mục đội mũ mít ra nhắc đến việc phải ân cần lo thánh hóa bản thân. Đức giám mục cầm người mục tử diễn tả nhiệm vụ cai quản giáo hội đã được ủy thác cho ngài. Sau cùng, việc trao hôn bình an của Đức giám mục chủ phong và các giám mục hiện tiền như một cử chỉ đón nhận vị tân chức vào giám mục đoàn. Xin Thiên Chúa là Đấng đã cho hiền đệ tham dự vào chức thượng tế của Đức Kitô tuôn đổ trên hiền đệ chất dầu huyền nhiệm và lấy ơn phúc thiêng liêng dồi dào làm cho hiền đệ được lên phong phú.
Hiền đệ hãy lãnh nhận phúc âm và hãy rao truyền lời Chúa trong tinh thần nhẫn nại và hiểu biết. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc nhẫn ấn tín của đức tin với đức tin nguyên tuyền làm trang sức. Hiền đệ hãy gìn giữ vị hiền thê của Thiên Chúa là hội thánh được vẹn toàn. Hiền đệ hãy nhận chiếc mũ này làm cho ánh sáng thánh được rực lên nơi hiền đệ, để khi vị thủ lãnh mục tử xuất hiện, hiền đệ xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc gậy dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên, nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt hiền đệ làm giám mục cai trị hội thánh Chúa. Ngai tòa tượng trưng cho quyền cai quản, đức cha chủ lễ sẽ đưa đức cha tân nhiệm đến ngồi vào ghế chủ tòa, ngụ ý rằng từ đây đức cha Giuse Nghệ Năng chính thức là giám mục chính tòa giáo phận phát hiện với đầy đủ quyền hành và nghĩa vụ. Nghi thức phong chức đến đây đã xong, thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ thánh thể.
phần hồi hộp thánh thể được khởi đầu bằng nghi lễ dâng lễ vật. Dâng lễ vật là một truyền thống xa xưa thể hiện vai trò tư tế cộng đồng và tình hiệp thân dân Thánh Chúa. Hôm nay ý nghĩa đó càng đậm nét vì hiệp thân chính là mục tiêu mà Đức Tân Giám Mục đã chọn làm định hướng cho hoạt động đời giám mục của Ngài. Đối với Ngài, hiệp thân không chỉ là một đặc tính lý thuyết, hiệp thân là một giá trị để sống, để thực thi, để chứng tỏ bằng hành động. Tắt một lời, hiệp thân phải đi đôi với phục vụ. Hiệp thân bằng phục vụ và phục vụ để xây dựng hiệp thân. Đoàn dân lễ vật gồm 3 thành phần lấy gợi ý từ logo của Đức Tân Giám Mục. Lễ vật hôm nay là sản phẩm của hiệp thân thực hiện bằng tinh thần phục vụ. Lễ vật hôm nay là làn hương trầm dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, ý tưởng và mẫu mực hiệp thân. Cộng đoàn chúng ta hãy hòa chung tâm tình với ca đoàn và đoàn người dâng lễ đang tiến về lễ đài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với những ngọn nến cháy. Và lễ vật này chúng con nguyện sẽ cùng với vị chủ trăng mới của chúng con thắp sáng quê hương phát diệm thân yêu trên mọi nẻo đường của chín giáo hạt Phúc Nhạc, giáo hạt Bạch Liên, giáo hạt Phát Diệm, giáo hạt Tôn Đạo, giáo hạt Cách Tân, giáo hạt Đồng Chưa, giáo hạt Vô Hốt, giáo hạt Ninh Bình và giáo hạt Văn Hải. Thank you.
anh chị em hãy nhận đi lên một tay tôi để ca ngợi Thánh Chúa và vui cho bản thân vui thay người. Lạy Chúa, chúng con dâng kính Chúa của lễ này. Chúa đã trao cho con chức vụ tư thế cao cả, xin cũng thương ban cho con nên mạnh mẽ trung kiên như các thánh tông đồ, để nhờ đó cộng đoàn dân thánh không ngừng tiến truyền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng con luôn đã ơn Cha cho mọi hoàn cảnh, thay cho muôn loài muôn vật và rao truyền kỳ công Cha thực hiện thật là chính đáng. Bằng được sức dầu Thánh Thần, Cha đã đặt con một Cha làm vị thượng đế của giao ước mới và vĩnh cửu, đã nói thương an bài cách kỳ diệu là cho chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chương trình người không những mang chức tư tế hoàng vương cho dân được chọn làm sở hữu, mà còn lấy tính huynh đệ tuyển chọn những người tham dự vào thừa các vụ thánh của mình qua nghi thức đặt tay. Những người này nhân danh người làm sống lại nghi lễ cứu độ cho nhân loại, khi dọn cho cá con các cha bữa tiệc vượt qua, và làm gương cho dân cha bằng đức mến, nuôi dưỡng họ bằng lời cha và bổ sức họ bằng các bí tích. Khi phó mặc sức mình cho cha và cho phần đội anh em, những người đó cố gắng trở nên giống hình ảnh của Đức Kitô và hằng làm chứng cho cha về lòng tin và lòng mến. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng ta hoan hỷ tung hô và xưng tụng cha rằng: đây là một niềm vui.
chúng con tha thiết nguyện xin Chúa cho chúng con khi thông thần mình và mỗi Đức Kitô được quy tụ nên một Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong hương bên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Cha Giuse đang gục cao phần chúng con, mà hôm nay Chúa đã muốn đặt làm mục tư giáo phận phát diệu chúng con cùng toàn thế hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến Đức Cha Phaolô của chúng con mới qua đời. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân trong giáo phận phát diệu chúng con cùng các thân nhân mà Chúa đã bỏ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tuôn lan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Đất, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang được ghi về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thiên thứ mười giây. Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Này Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin quan sát thương
Xin mời quý cha sẽ rước lễ tại chỗ. Xin mời các cha trẻ giúp trao miền Thánh Chúa cho giáo dân. Khi cho giáo dân rước lễ xong, xin kính mời quý cha kiều mình Thánh luôn vào trong nhà thờ chính tòa. Những ai ở
toàn dân lễ vật xin tiến sát lên lễ đài chuẩn bị có việc. Xin những ai ở đoàn dân lễ vật tiến sát lên lễ đài để chuẩn bị có việc. Kính mời Đức Cha Phêrô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngỏ lời với tân chức. Với lễ tân phong giám mục hôm nay, Đức Cha trở thành vị giám mục thứ 100 và là vị giám mục thứ 6 của giáo phận Phát Diệm và là vị giám mục thứ 2 xuất thân từ chính giáo phận. Đã trên 100 năm này, chúng tôi đã vui mừng đón nhận Đức Cha vào hàng ngũ các tông đồ trong nghi lễ tân phong trọng thể vừa qua. Và giờ đây, muốn chia sẻ với Đức Cha tâm tình hân hoan của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nay có thêm một thành viên mới ở trước ngưỡng cửa của năm thánh kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm. Đức Cha đã chọn khẩu hiệu cho cuộc đời giám mục là hiệp thông và phục vụ. Dựa trên hình ảnh giáo hội sơ khai được sách tông đồ công vụ ghi lại, Đức Cha đã chia sẻ về ý nghĩa của sự lựa chọn này là để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh ngay trên hội thánh địa phương là giáo phận Phát Diệm. Tại đây có những di tích và những thắng cảnh quý giá, đặc biệt với quê hương của thánh nữ tử đạo Việt Nam duy nhất là bà Y-nê Lê Thị Thành và nhà thờ đá Phát Diệm. Điều này nói lên truyền thống sống đạo sâu xa đã ăn rễ sâu vào văn hóa Việt Nam. Chúng tôi cầu chúc Đức Cha và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được tràn đầy niềm vui bước vào thời kỳ ân sủng. Giờ đây, một vị đại diện cho Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phát Diệm dâng lời chúc mừng Đức Tân Giám mục. Xin kính mời cha Giuse Phạm Ngọc Huy, nguyên đại diện Đức Cha Giám quản. Trọng kính Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Phát Diệm. Đây là đại diện cho thành phần dân Chúa của Phát Diệm, là gia sản Thiên Chúa và Hội Thánh trao phó cho Đức Cha. Chúng con đón nhận Đức Cha như chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến.
đại lễ tấn phong giám mục của Đức Cha vừa được cử hành. Hội đồng Giám mục Việt Nam vui mừng đón nhận Đức Cha vào hàng Giám mục Việt Nam. Cộng đoàn Dân Chúa và đặc biệt Phát Diệm, nơi Đức Cha được sai đến phục vụ, vui mừng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đã lãnh nhận. Con xin thay lời cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân Phát Diệm xin được chúc mừng Đức Cha và bày tỏ tâm tình tri ân cảm tạ. Trước hết, chúng con muốn cùng với Đức Cha cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ương tuyển chọn Đức Cha làm giám mục Phát Diệm. Vinh dự này không chỉ dành riêng cho Đức Cha, nhưng trên hết dành cho giáo hoàng Phát Diệm, vì giám mục được đặt lên vì loài người, như lời Thánh Augustino: cho anh em, tôi là giám mục. Từ nay chúng con được Cha trên trời cai quản, dạy dỗ và thánh hóa qua tác vụ mục tử của Đức Cha. Chúng con muốn bày tỏ tình hiệp thông, đoàn kết với nhau xung quanh Đức Cha để cùng với Đức Cha thực hiện cho được lý tưởng hiệp thông và phục vụ như châm ngôn hành động Đức Cha đã chọn cho cuộc đời giám mục của mình. Chúng con hứa tuyệt đối kính trọng và vâng phục Đức Cha trong mọi quyết định thuộc nhiệm vụ giám mục của Đức Cha theo giáo luật, nhằm làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Chúng con cầu chúc Đức Cha luôn được bình an, mạnh khỏe, vui tươi, trẻ trung, trường thọ, và nhất là lòng can đảm tông đồ để mưu cầu ích lợi mọi mặt cho đoàn chiên Phát Diệm đã được trao phó cho Đức Cha. Chúng con hứa sẽ cầu nguyện thật nhiều cho Đức Cha và hết lòng cộng tác với Đức Cha trong mọi lãnh vực tông đồ, nhằm thăng tiến đời sống thánh thiện của dân Chúa và loan báo tin mừng cho muôn dân. Kính thưa Đức Cha, trước niềm vui lớn lao này, dù có nói bao nhiêu cũng không đủ, dù có viết thế nào cũng không thể diễn đạt trọn ý tưởng. Con xin mượn lời Thánh Phaolô trong thơ gửi giáo đoàn Ê-phê-sô để biểu đạt tâm tư, nguyện vọng, tâm sự của mỗi chúng con. Cùng với Thánh Phaolô, chúng con muốn lặp đi lặp lại lời này: trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Xin Đức Cha đón nhận tâm tình quý mến và lòng vâng phục của chúng con. Toàn thể giáo đoàn Phát Diệm xin được chúc mừng và cảm tạ Đức Cha. Để bày tỏ lòng kính trọng yêu mến, chúng con xin quàng lên vai Đức Cha vòng nguyệt quế như biểu tượng của tình hiệp thông trong đức tin, để cùng Đức Cha phục vụ tin mừng trong yêu thương và trong tình hiệp nhất. Việt Nam, Đức Hồng Y Gioan Bautista, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha. Kính thưa quý viện phụ, quý bề trên các dòng, quý cha tổng đại diện và quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, quý khách, anh chị em giáo hữu và thân bằng quyến thuộc. Đặc biệt, kính thưa quý đại biểu lãnh đạo và chính quyền các cấp, Trung ương, tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn và thị trấn Phát Diệm. Kính thưa quý chức sắc đại diện các tôn giáo bạn. Trước hết, con xin mọi người hợp ý với con để dâng lời tạ ơn Chúa. Trải qua những chặng đường đời trong suốt hành trình 57 năm, Chúa đã âm thầm từng bước chuẩn bị con cho ngày hôm nay. Cũng như đối với các tông đồ ngày xưa, cho dù Chúa biết con yếu đuối và giới hạn,
Chúa vẫn chọn con làm người phục vụ Chúa cùng với Đức Mẹ trong ngày lễ sinh nhật của Ngài được phụng vụ mừng kính hôm nay. Con xin thưa, linh hồn con ngợi khen Chúa vì Ngài đã làm cho con những điều cao cả. Ngài đã đoái thương đến phận thấp hèn của con. Con tri ân Mẹ Thánh Giáo Hội, tri ân Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Bộ Phúc Âm Hóa các dân tộc đã vì yêu thương đoàn chiên phát diệm mà đặt con làm mục tử phục vụ dân Chúa. Con nguyện đem hết khả năng để hiến mình cho đoàn chiên theo gương của Chúa Giêsu vị mục tử tối cao. Với tất cả tấm lòng kính mến, con xin cảm tạ Đức Cha Chủ tịch Đức Hồng Y Gioan Bautista, quý Đức Cha đã chúc mừng và cầu nguyện cho con, nhất là hôm nay đã hiện diện để đặt tay thánh hiến con, cho con được gia nhập giám mục đoàn kế vị tông đồ đoàn. Cách riêng, con cảm ơn Đức Cha Chủ Phong Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, hai Đức Cha Phụ Phong Giuse Nguyễn Chí Linh và Giuse Nguyễn Văn Yến, Đức Cha Giảng Lễ Cosma Hoàng Văn Đạt. Con được diễm phúc là giám mục Việt Nam thứ 100, được tấn phong vào dịp kỷ niệm 350 năm ngày thành lập hai địa phận đằng trong và đằng ngoài ngày 9 tháng 9 năm 1659. Trong bối cảnh toàn thể giáo hội Việt Nam đang chuẩn bị năm thánh 2010, sự hiện diện của quý Đức Cha hôm nay chính là sự khích lệ lớn lao cho con trong sứ mạng phục vụ dân Chúa. Con tin tưởng Đức Hồng Y và quý Đức Cha sẽ tiếp tục nâng đỡ con trong công cuộc xây dựng giáo hội Việt Nam. Con cảm ơn quý viện phụ, quý bề trên các dòng, quý cha tổng đại diện, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh và quý khách. Có những vị ở các giáo phận miền Bắc, nhưng cũng có rất nhiều vị ở xa, từ miền Trung, trong Nam, hải ngoại. Biết bao lời chúc mừng, biết bao lời cầu nguyện, động viên và chia sẻ với con. Sự hiện diện đông đảo của quý cha và của quý vị biểu lộ tình hiệp thông sâu xa của giáo hội Việt Nam, lòng yêu mến giáo phận phát diệm và cách riêng là tình cảm đặc biệt dành cho cá nhân con. Còn mong ước được cùng mọi người hết tình phục vụ giáo hội Chúa như các tông đồ xưa. Với giáo phận Xuân Lộc, con xin ghi ơn công ơn lớn lao của các đức cha đã qua đời, tri ân đức cha đương nhiệm Đa Minh Nguyễn Chu Trinh. Dù muốn giữ con lại cho Xuân Lộc, đức cha vẫn dành ưu tiên cho giáo hội phổ quát, nên sẵn sàng chia sẻ con cho phát diệm và nhất là đã nhận lời làm chủ phong trong lễ hôm nay. Con cũng hết lòng cảm ơn đức cha phụ tá Tô Ba Vũ Đình Hiệu, đức ông tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ chủng sinh và anh chị em giáo dân. Các riêng quý cha và các chủng sinh trong đại chủng viện Thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh, đại chủng viện Thánh Giuse cơ sở 2 tại Xuân Lộc, các giáo xứ Bạch Lâm, Phúc Nhà, Thuận Hòa, Hà Nội. Trải qua một nửa thế kỷ, giáo phận Xuân Lộc đã là nơi hôn đúc con cho ngày hôm nay. Con đường Xuân Lộc phát diệm xa thật xa nhưng đã trở nên thật gần nhờ sự hiện diện đầy tình nghĩa của người xưa chốn cũ. Mãi mãi con sẽ không bao giờ quên Xuân Lộc. Con xin chia Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Thanh Hóa, nguyên giám quản phát diệm, bao nhiêu lần Đức Cha khẩn khoản động viên con về phát diệm là bấy nhiêu lần con từ chối. Nhưng cuối cùng Đức Cha đã thuyết phục được con. Hôm nay hẳn Đức Cha rất vui vì đã lo liệu cho giáo phận phát diệm có một mục tử. Trong hơn 2 năm qua, Đức Cha đã coi phát diệm như thanh hóa. Đức Cha lại còn đích thân tổ chức cho con ra mắt giáo phận ngày 24 tháng 8 năm 2009.
và thánh lễ tấn phong hôm nay. Còn cảm ơn Đức Cha và Giáo Phận Thanh Hóa. Xin Đức Cha tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành với con. Với tâm tình biết ơn, con nhớ tới quý ân sư của Tiểu Trường Viện Thánh Giuse Sài Gòn, của Giáo Hoàng Học Viện Thánh Phiêu Người Đà Lạt, Đại học Copacabana Roma, Colegio Sao Paulo. Có những vị đã qua đời, có những vị già yếu, có những vị dù ở rất xa nhưng trái tim ở lại Việt Nam và vẫn hướng lòng về ngày hôm nay. Giáo mục Giuse Nguyễn Lan hôm nay chính là thành quả đào tạo của các ngài. Con xin Thiên Chúa trả công cho các ngài thay con. Xin cảm ơn quý anh và các bạn đồng môn, dù là giáo mục, linh mục hay giáo dân, tình bạn đã liên kết chúng ta trong suốt những năm dài vui buồn sướng khổ, chúng ta mãi mãi vẫn là bạn. Tôi xin dành lời cảm ơn đặc biệt đối với đại biểu quý cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể, chính quyền trung ương, tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn, thị trấn Phát Diệm. Quý vị đã thăm hỏi, chúc mừng, khẩn trương san lấp đường xá, bảo vệ trật tự an ninh cho ngày lễ tấn phong hôm nay. Tôi tin tưởng rằng chúng ta đang viết một trang sử mới của tình liên đới xã hội. Cầu chúc quý vị thành công cho công tác nuôi cầu ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Với quý chức, vị quý chức sắc đại diện các tôn giáo bạn, cùng với lời cảm ơn, tôi xác tín rằng dù tín ngưỡng khác biệt, tất cả chúng ta đều yêu mến và quý trọng nhau. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau để phục vụ đời sống tâm linh của đồng bào. Xin kính chào những người dân của quê hương Ninh Bình, miền đất của thiên nhiên giàu đẹp, với thủ đô hoa lư lưu danh ngàn đời, với Kim Sơn phiền yêu gắn liền với tên tuổi của đại công thần Nguyễn Công Trứ. Xin kính chúc quý vị an khang hạnh phúc. Trong giây phút này, con không thể không nhớ tới ông bà tổ tiên, cách riêng cha mẹ và cha cố Nicola đã khuất núi. Các ngài không còn nữa, nhưng hình bóng và ân tình vẫn bao phủ cuộc đời của đứa con thân yêu. Xin Chúa cho các ngài được an nghỉ trong hạnh phúc muôn đời. Xin cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em họ hàng huyết tộc và linh tông, đặc biệt cha cậu, các em và các cháu, các con cái thiêng liêng là những người luôn sát cánh và chia sẻ với tôi trên mọi nẻo đường. Người ta thường nói một người làm quan cả họ được nhờ. Tôi làm giáo mục, họ hàng sẽ chẳng được nhờ gì về vật chất, trái lại sẽ phải hy sinh cho tôi nhiều hơn. Tôi chỉ biết hàng ngày cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho mọi người được bình an, sống thánh thiện và hạnh phúc trong tình yêu nhau. Một cách rất đặc biệt, tôi xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em, giáo dân của Giáo Phận Phát Diệm lời chào thân ái. Phát Diệm là niềm tự hào với hơn 100 năm lịch sử, với di sản văn hóa quốc gia, với truyền thống đạo đức vững vàng, có rất nhiều thánh tử đạo, với nhiệt tình truyền giáo, từ ngày ra Cát Lộ đặt chân lên đất Thảo Nho cho đến nay vẫn không ngừng lan tỏa. Tôi đến đây như một sứ giả của tin mừng, vốn là một người con của Phát Diệm. Sau 55 năm đi một vòng đất nước, nay tôi lại trở về quê quán để phục vụ anh chị em. Với chút đám cưới mà tôi vừa được lãnh nhận từ mẹ giáo hội, tôi xin thưa rằng tôi yêu mến anh chị em và trao hiến cuộc đời cho anh chị em. Giáo phận của chúng ta đã được các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân xây dựng qua bao thế hệ. Chúng ta hãy tiếp nối và phát huy gia sản quý báu ấy bằng một cuộc sống hiệp thông và phục vụ để làm chứng cho Chúa.
tình yêu phải là lẽ sống của những người môn đệ Chúa Kitô. Cũng trong tinh thần hiệp thông và phục vụ, chúng ta chân thành cảm ơn các linh mục, tu sĩ và giáo dân gốc Phát Diệm đang sống tại miền Nam và hải ngoại vẫn luôn đồng hành và chia sẻ với chúng ta trong mọi biến cố. Thánh lễ hôm nay là kết quả của sự chuẩn bị thật chu đáo từ nhiều tháng qua. Trước tấm lòng của anh chị em, tôi không thể không nói lên lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, các giáo xứ, quý ân nhân, các đoàn thể, các ban phục vụ thánh nhạc, tiếp tân lễ đài, diễn nguyện, trật tự, âm thanh và ánh sáng, ban tư liệu, chụp hình và video, ban đời sống, môi trường, y tế, đặc biệt đội kèn giáo xứ Tam Tổng, đội trống giáo xứ Ba Làng, công ty âm thanh ánh sáng Huyền Thương và Hoàng Huy, và tất cả mọi người đã âm thầm hy sinh phục vụ cho thánh lễ hôm nay. Kính thưa Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha và quý vị, con không thể nào diễn tả cho hết lòng biết ơn của con trong lúc này. Xin Chúa thay con trả công hồi hậu và chúc lành cho tất cả mọi người. Kính xin tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho con. Con xin tạ ạ. Và giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng để lãnh nhận phép lành của Chúa. Chúng con xin kính mời Đức Cha chủ phong. Chúa cùng anh chị em. Xin Chúa ban phúc lành cho hiền lễ và liền giữ hiền đề như người đã muốn đặt hiền lễ làm thủ lành trên dân người thế nào thì cũng xin người ban cho hiền lễ được hạnh phúc ở đời này và được tham dự hạnh phúc ở đời sau. Amen. Chúa đã muốn cho giáo sĩ và giáo dân nhờ ơn phù trợ của người mà được đoàn tụ. Xin người ban cho giáo sĩ và giáo dân nhờ sự hướng dẫn của người và sự điều khiển của hiền đệ được cai trị trong niềm hạnh phúc lâu dài. Amen. Xin người ban cho giáo sĩ và giáo dân biết tuân giữ mệnh lệnh của người, được thoát khỏi mọi tai ương, giữ đầy mọi điều thiện hảo và tuân thủ chức vụ của hiền đệ trong đức tin, và như thế họ sẽ được cái yên ổn bình an ở đời này và đang được cùng với hiền đệ liệt vào số các công dân nước trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong chúng anh chị em đi bình an. Thank you.